có người nói hạnh phúc không thể mua được bằng tiền, nhưng luôn có thể mua bé cuốn đấy. Bé cuốn sẽ hạnh phúc lắm. Neil In, vòng cổ đẹp thế con. Ồ, được rồi, mẹ không sờ vào nữa. TV chiếu gì thế? Quảng cáo này thú vị ghê. Thức ăn quý tộc dành cho anh bạn bốn chân yêu dấu nhà bạn. Chú cuốn ở nhà sẽ như ông hoàng và sản xuất ra sản phẩm cao cấp. Hả? Có chuyện gì với nó vậy? Đây là tình yêu sét đánh. Neil In đã lục tung dò tìm trên mạng. Có vẻ như cậu đã tìm ra rồi. In. Ồ, đúng cô ấy rồi. Đây là bức hình của Julie. Baby à, em sẽ mãi bên anh. Dù đây chỉ là bức hình thôi. Chào buổi sáng. Vâng, tôi nghe đây. Ba vừa nói chuyện điện thoại, vừa đánh răng. Neil In, con tỉnh rồi sao? Đến lượt ba đánh răng cho con nha. Đánh bằng kem đánh răng quý tộc. Yeah, con yêu. Nụ cười đáng giá triệu đô. Mình phải tìm ra cái vòng này đang giấu thứ gì. Mình sẽ lén mở ra. Ai đây? Từ từ chứ, tôi phải bảo vệ chiếc vòng cổ này. Neil In thưởng lớn cho sự chăm chỉ của vệ sĩ. Neil In có chuyện hệ trọng cần phải giải quyết. Cậu ấy viết một lá thư tình để mời nàng cuốn trong mộng của mình đến nhà hàng đẳng cấp nhất. Nơi này quá hoàn hảo. Cố lên Neil In. Có nến và hoa. Nhưng Julie đâu? Anh sẵn sàng gọi món chưa? Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đợi thêm. Neil In đã đợi rất lâu, nhưng tất cả đều vô ích. Không ai đến cả. Buồn quá. Neil In, con sẽ có một bữa trưa thịnh soạn đó. Gì vậy? Sen à, mình có nằm mơ không? Neil In, sao buồn thế hả con? Để ba ôm con nha. Neil In thật sự rất đau lòng vì tình yêu đơn phương của mình. Wow, xoay chuyện hay. Ủa con, hôm nay con có vẻ buồn nha. À, ba biết rồi. Chỉ tại tấm thảm hồng lông chứ gì. Ba hiểu cảm giác đó mà. Chiếc gối vàng sẽ phù hợp với con hơn. Tiền sẽ làm mình phấn chấn hơn con ạ. Ồ, mình yêu cái tiếng rộp rộp này quá. Đây, con yêu. Chào bác sĩ, vào nhà đi ạ. Để tôi coi nhịp mạch sao nha. Tất cả đều ổn mà, chả sao cả. Cảm ơn bác sĩ. Chúng ta làm gì đây? Chào chị. Chào, tôi là nhà trị liệu. Mời anh vào, nhà tôi đợi anh lâu rồi đó. Bệnh nhân đó à. Để bọn tôi một mình nói chuyện một một đi. Neil In, thoải mái đi nha. Kinh khủng quá. Không lấy tiền đâu. Tôi bỏ cuộc. Neil In nói với ổng cái gì thế? Mua sắm luôn làm mẹ hạnh phúc. Hy vọng nó cũng có tác dụng với con. Chọn vài thứ đặc biệt với con nào. Xanh mặn mà, hồng đầm thắm, hay tím huyền bí.
Hiểu rồi, con chọn nơi. Khoan đã. Tôi sẽ gọi lại sau. Niu In, con lại buồn nữa à. Đồ chơi con thích nè. Không à. Banh nha. Vẫn không. Ba có một ý. Alo, tôi cần chuyên gia. Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đây rồi. Niu In, xem nè. Vui lắm phải không? Hình như cậu ta đang buồn lắm. Chơi chung không? Chơi chứ. Tôi là fan cuồng đó nha. Archie mang một trọng trách vô cùng lớn lao. Nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào số giấy tờ này đó. Tài liệu này cần đóng dấu ạ. Để coi nào. Đúng cả rồi. Khoan, con dấu đâu? À, biết rồi. Niu In, con lại đây. Làm trợ lý cho ba chút nha. Bàn chân ngọc nhà của con sẽ là con dấu. Cũng đẹp phết ha. Niu In, làm gì để giúp con vui lên đây? Có cách rồi. Alo, đạp xiếc hả? Niu In, con sẽ ngạc nhiên lắm đây. Tung hứng chuyên nghiệp luôn làm mọi người phấn khích nè. Nhưng mà trường Niu In. Hay quá. Ô, Niu In. Thử cách khác nha. Cậu thấy vui chưa? Vẫn chưa. Một lần nữa thôi. Nhào lộn. Wow. Niu In, không vui sao? Rất tiếc. Bó tay. Mấy chỗ này phải lau dọn sạch sẽ. Bụi vàng cũng ở đây. Chúng ở khắp mọi nơi. Mình đi dạo hen con. Chào chị. Chị cũng đi dạo à. Julie thích ra ngoài lắm. Có phải là cô ấy không? Thì ra cô ấy ở gần đây. Niu In, chuyện gì vậy con? Nhẫn cầu hôn à. Dành cho Julie. Con bé nói đồng ý. Ồ, cái kết đẹp quá nè. Đây là sinh nhật của bé. Trở lại ngày tháng bé cuốn còn một mình. Món quà duy nhất của bé là vòng cổ bằng bìa cứng. Nhưng chuyện bây giờ khác xưa rồi. Chúc mừng sinh nhật Newton. Quà của con đây. Cục cưng, vòng cổ rất hợp với em đó nha. Em trông điển trai lắm luôn á. Đến giờ uống trà rồi. Và bánh quy nữa. Newton, sao con vào trong tủ gì vậy? Newton, sao con trèo lên bàn? Bé cưng, con lại dọa mẹ nó rồi. Con không tìm được chỗ nào à. Tụi con yêu. Chiếc hộp đây, con cứ nghỉ trong này đi nha. Chào cả nhà. Đây là gì thế? Chiếc hộp cho Newton đó. Bé cuốn nhà ta xứng với điều tốt nhất. Chiếc giường vàng là món quà mà bé cần. Anh chuẩn quá rồi. Cả nhà cùng ăn sáng là điều tuyệt vời nhất. Newton, đồ ăn cho bé đây này. Nhưng Newton không vui lắm. Wow. Chị nghĩ là em không thích chiếc bát này. Để chị tìm chiếc khác. Này, được đó nha. Ngon miệng nha. Newton không chịu. Sao thế? Chị biết nên làm sao rồi. Đừng lo, ba biết rồi nè. Chiếc bát vàng này dành cho bé cuốn đây nè. Wow, ba ơi. Bé cuốn thích chiếc bát lắm nè.
thấy chưa con yêu? Ba đi đây. Ai là cún ngoan nào? Mẹ ơi, con đói rồi. Con yêu, đặt pizza ăn đi. Yeah, ăn pizza. Newton cũng đói luôn rồi. Pizza tới rồi đây. Ai sẽ đi lấy món? Nancy, đi mau. Xin chào, món của chị đây. Một pizza khổng lồ. Không phải một, mà là hai món. Cũng được. Cảm ơn nha, chúc ngon miệng. Nhà ta được hai cái bánh pizza này. Tuyệt vời. Mở ra thôi nào. Bánh pizza hình xương. Đáng yêu quá đi. Mà ai đặt nó đấy? Newton, là con sao? Một ngày yên ắng và bình lặng khác. Trừ hôm nay. Có kẻ trộm. Và chúng đang lục tìm thứ gì đó trong nhà bếp. Tìm kỹ nha. Tôi không hiểu lắm. Wow, nhìn kìa. Trộm cái này thôi. Không phải đồ ăn. Cái bát ấy. Băng vàng thật nè. Nặng ghê. Nó đâu rồi? Ồ đây, thấy rồi nè. Ông ta nghĩ không ai tìm trong lò nướng sao? Ha, đi thôi. Không nhanh vậy đâu à nha. Chú cuốn giữ nhà. Bọn trộm đã đánh giá thấp chú cuốn Liêu hơn rồi. Bắt nó lại đi, tụi ta đầu hàng. Có chuyện gì vậy? Bọn mi cướp nhà ta à? Newton, em là anh hùng đó. Các anh còn lâu mới lấy được chiếc cặp nha. Sao? Cặp của ba. Nancy, con sắp lấy được rồi mà. Cảm ơn đã gọi. Gặp lại sau nha. Newton, không ngủ được à? Để mẹ ru con ngủ nha. Anh yêu, nhẹ giọng lại coi. Newton không ngủ được nè. Anh có ý này nè. Đồ chơi em bé trên giường. Nancy luôn ngủ được khi có nó. Tạm biệt con yêu. Và cả nhà dần chìm vào giấc ngủ sâu. Coi mẹ có ý gì nè. Đồ ăn mới cho cuốn. Nó đắt lắm đó nha. Sao con chưa ăn đi? Ngon lắm chứ bộ. Anh yêu à, em nghĩ Newton bệnh rồi đó. Bé nó không muốn ăn kìa. Không, đưa anh đồ ăn cho cuốn đi. Em phải làm nó cho đúng. Bật lò nướng lên và lấy miếng thịt gà ra nào. Ngon miệng nha. Anh yêu, anh tuyệt nhất rồi. Bà không rời khỏi chiếc cặp bí ẩn dù chỉ là một giây. Và Newton cũng không rời ba dù chỉ một bước luôn. Sao? Em thích áo này hả? Wow! Chọn hay đó nha. Thử thôi nào. Hợp lắm luôn á. Người dân, hãy bầu cho tôi. Hả? Này, tôi đang mất phiếu đó. Newin đã cứu Nguy rồi. Wow, Newin phải là tổng thống của chúng ta. Chúng tôi cần Newin. Tránh ra coi, tôi đang bảo vệ cho tổng thống. Chị sẽ cho em ăn nha. Món yêu thích của em đây nè. Vấn đề này nên được giải quyết ngay chứ. Không, ba ơi, đấy đâu phải ngũ cốc của ba. Muộn quá rồi. Xin lỗi nha, Newin. Tôi là fan bự đó. Vinh hạnh quá đi à. Không phải anh. Newin, cho tôi bắt chân ngài nha. Bất lịch sự quá. Đứng yên. Tôi sẽ bảo vệ ngài. Này, cậu là vệ sĩ của tôi mà. Thời đã khác rồi. Anh có gì muốn nói? Là Newin. Newin, cảm giác làm chú cuốn tổng thống đầu tiên là như thế nào? Tổng thống đang phát biểu. Ông ấy cảm ơn người dân vì niềm tin của họ và vén màn.
của mình trên núi Rushmore. Wow, Neil anh tuyệt quá à. Sao cuốn sống còn tốt hơn mình vậy? Tôi đến đón Neil anh đây. Chào đã. Cái gì thế? Bữa trưa Neil anh chưa ăn gì cả ngày rồi. Tôi phải kiểm tra trước. Eww, không có độc. Chị vào đi. Bữa trưa cho tổng thống. Thưa ngài tổng thống, chúng tôi cần chữ ký của ngài. Ngài không muốn ký ư? Ờ, thôi được. Giấy này tốt hơn nhiều đó. Ngài vẫn không chịu ký. Ồ, chắc tôi chưa giải thích kỹ rồi hen. Đúng rồi, giỏi lắm. Phát biểu năm mới của tổng thống kìa. Năm sau mọi người sẽ có sương miễn phí. Công viên lớn mới để mọi người đi dạo. Và sẽ có một thành phố khác cho loài mèo. Đừng giận mà, năm sau anh sẽ được làm tổng thống mà thôi. Đây là lễ khánh thành của sân bay, được đặt tên theo Neil Anh. Thưa ngài tổng thống, hãy cắt dây đi ạ. À, Neil Anh đang vui lắm. Chơi với dây là việc yêu thích của em ấy mà. Wow, tổng thống của mình là nhất. Chào buổi chiều. Tiền mặt hay thẻ ạ? À? À, tiền mặt. Thật ra, tiền cũ không có hiệu lực nữa rồi. Chúng tôi chỉ nhận tiền cuốn mà thôi. Hả? Tất cả đều là tại đồ cuốn đó. Tôi đến gặp tổng thống đây. Chờ chút, tổng thống không chấp nhận người thăm. Hả? Sao lại không được? Pizza cho tổng thống đây. Dừng lại. Để pizza lại đó. Tiền của anh đây. Tôi muốn đưa tận tay mà. Mơ đi anh nha. Xin chào, tôi là huấn luyện viên của tổng thống. Ngày ấy không bỏ luyện tập được. Chúng tôi sẽ tập bài tập nâng cơ ngày hôm nay. Chuẩn rồi, bật nhạc lên. Giờ mình làm cùng nhau nha. Theo tôi này. Thành công rồi. Ồ không, ở đây rồi. Neil Anh đang đọc tin tức mới. Và không may là chẳng có gì hay cả. Mọi người đang không hài lòng với vị tổng thống mới. Có pop ít là được rồi. Không, phương pháp trị stress tốt nhất là ngủ đủ. Ôi oh yeah, mình là pop ít nè. Mình sẽ giúp mọi người thư giãn. Mong là em ấy sẽ bắt máy. Chào Neil Anh, chị nhớ em lắm ư. Em sao rồi? Nhưng Neil Anh lại đang rất không ổn. Anti của em ấy đây rồi. Chị sẽ đến ngay. Tổng thống, biến đi. Chúng ta không thể giữ chân họ được lâu đâu. Chạy đi. Mở cửa. Không thì bọn này sẽ phá ra đó. Tổng thống đâu rồi ta? Bắt lại. Chào. Ai đó? Tôi muốn gặp tổng thống. Không gặp gỡ gì hết. Mình sẽ giả làm phóng viên. Chào buổi chiều. Tôi đến để phỏng vấn đây. Có phóng viên đến gặp ngài ạ? À? Hôm nay làm gì có phỏng vấn. Bảo vệ mới à? Chào đồng nghiệp. Chúng ta đổi ca hôm nay nha. Mãi mới được. Rót lọt rồi. Neil Anh bé cưng, chị đem xương cho em nè. Em không thích à? Còn xương vàng thì sao? Cũng không ư? Giờ em thấy sao nào? Đúng rồi, bị mới được chứ. Ai là chú cuốn khỏe nhất đây? Cảm ơn vì đã bầu tôi làm tổng thống nha. Hả? Ủa? Xin lỗi, tôi không sửa tiếng sủa được. Giấy tờ của anh đây. Cảm ơn mọi người. Anh Neil à, em muốn có thú cưng. Nuôi sư tử con đi ha. Nó mềm mại lắm. Sư tử, cứu với. Không, không được. Còn cá heo thì sao? Đi mà.
chúng mềm mượt lắm. Để anh nghĩ. Này anh bạn, chiếc bồn tắm là của mình mà. Không được luôn. Còn hươu cao cổ thì sao? Không, sẽ không có thú cưng nào trong cung điện này cả. Đây chính là rác của hoàng gia. Wow, ai đó? Nhóc gần nhà. Nhóc thật mềm mại và đáng yêu. Thưa nữ hoàng, có chú cún này ạ. Thật đáng yêu mà. Bé cưng, muốn xương vàng chứ? Em yêu, muốn có triệu đô chứ? Đừng nhận nuôi cún mà. Không. Đáng yêu quá đi. Đến với mẹ nào. Anh yêu, anh không muốn nhận chú cún này hả? Xem đáng yêu chứ nè. Ta sẽ gọi con là ngài Lancelot. Ok, được. Vậy chúng ta giữ nó lại đi. Ngài Lancelot, đến ăn sáng đi nào. Quản gia Lancelot của ta, con sắp có bữa ăn hoàng gia rồi. Đồ ăn cho cuốn, thưa ngài. Cái gì chứ? Không, thứ này chưa đủ hoàng gia. Còn thế này thì sao ạ? Tuyệt, Archie, cảm ơn nha. Và bữa ăn hoàng gia đây rồi. Archibo, đưa cho ta chiếc dao yêu thích đi. Vâng, thưa ngài. Chúc ngon miệng. Đây là quần của ta à? Chúng bị hỏng rồi. Ngài Lancelot, sao con có thể chứ? Con làm hỏng đồ của ta rồi nè. Ta sẽ trả đũa con nha. Anh yêu, anh mua đồ mới cho cuốn của chúng ta chưa? Anh thiệt rộng lượng mà. Ngài Lancelot, thay đồ đi ha. Ba sẽ lo cho con nha. Ngày giặt giũ đây rồi. Mình tự hỏi có nên chuyển chế độ nhẹ cho vương miện. Chiếc áo choàng này nên giặt 2 lần. Tuyệt. Cái gì đây? Nhầm chế độ hả? Chiếc áo choàng bé xíu và vương miện. Ngài Lancelot, đi đâu vậy? Gì cơ? Giày dạ hội của ta. Ngài Lancelot, con lại giải quyết trong đó nữa sao? Sao con lại có thể chứ? Đôi giày hoàng gia của ta. Gì chứ? Chú cuốn đó. Anh à, có chuyện gì vậy? Ngài Lancelot phá hỏng giày rồi. Nhưng em có cách để giải quyết điều đó đây. Vậy cuốn cưng, con thích đôi này không? Cảm ơn Archie đi. Rất vui khi được giúp, thưa ngài. Ngài Lancelot, thần sẽ dạy đấu kiếm cho. Kiếm đây. Tự vệ đi cuốn cưng. Thế thứ ba, thế thứ nhất, và cú dứt điểm. Kiếm bị mất rồi cuốn à. Ôi trời, hết giờ học rồi. Lính canh ngủ hết rồi à. Mình có thể trộm tranh đắt tiền. Chỉ là một chú cún nhỏ mà thôi. Cưng có thể làm gì đây? Chú cún biết công phu. Đưa bức tranh đây coi. Là của ta mà. Rồi, người thắng đó. Cẩn thận, có trộm. Gì chứ, ngài Lancelot, con đã ngăn lũ trộm. Chú cún anh hùng mềm mại của ta. Cảm ơn con nha, anh bạn. Ngài Lancelot, ta có quà cho con nè. Mở ra đi, hy vọng con sẽ thích nó. Có gì thế? Để xem nào. Là chú gấu bông bự và mềm cho con chơi đó. Thích không nè? Không. Này, ngài Lancelot, con chiếc hộp thì sao đây? Có lẽ chiếc hộp sẽ thích hợp với con hơn. Rồi, ngài Lancelot, ta biết rồi mà. Đây mới là món quà tuyệt nhất cho con nè. Ngài Lancelot, chào mừng đến với lâu đài biệt các tông riêng của con. Vậy con thích chưa? Con là chú cún hoàng gia rồi đó.
Ngài Lancelot bị bắt cóc rồi. Em chẳng thể tìm thấy. Ôi trời, nhìn kìa. Ta có chú cuốn của ngươi. Và ta muốn tiền chuộc, cả tranh hoàng gia nữa. Đưa chúng đây nếu như muốn cuốn của ngươi quay trở về. Gỡ hết tranh xuống đi. Sao lại chậm vậy? Chẳng ai mang tiền chuộc cả. Chẳng ai cần ta. Lại đây nào cuốn à. Ngươi là người bạn thật sự. Bức tranh này. Và này nữa nè. Nhanh lên. Cưng à, đói chưa? Muốn ăn không nè? Thích chứ bé cưng. Ta thích chương trình này. Ta buồn ngủ rồi. Mình hiểu rồi. Và bức này nữa. Ngài Lancelot, nhìn kìa em yêu, cuốn về rồi. Và còn mang theo những chiếc cúp nữa kìa. Giỏi lắm ngài Lancelot. Con là chú cuốn tìm đồ giỏi nhất thế giới đó. Ngài Lancelot, ngài muốn gì cho bữa tối nay? Hào không? Gan ngỗng? Gì chứ, đồ ăn cho cuốn thôi hả? Chắc chứ. Rồi, hiểu rồi. Lên món ngay. Đây, bát thức ăn bằng vàng đây nè. Không, sao vậy chứ? Ngài không muốn ăn à? Ok, ta sẽ mang nó đi ngay. Ta đang lãng phí thức ăn đó. Ngài Lancelot, ngài muốn ăn trong thùng rác hơn à? Hóa ra là như vậy. Archibald, đến đây ngay đi. Ta muốn phong ngươi làm hiệp sĩ từ lâu rồi. Khoảnh khắc ấy đã đến. Ủa, thanh kiếm bị kẹt rồi nè. Thôi nào, điều này luôn xảy ra. Ừ, đúng là tệ hại mà. Này, ngài Lancelot, giúp ta đi nào. Archibald, ta phong ngươi làm hiệp sĩ của đệm cuốn vì lòng trung thành của ngươi. Giỏi lắm, ngài Lancelot. Ta thích mua sắm hoàng gia lắm. Anh à, anh đưa em thẻ tín dụng không giới hạn được chứ? Của em đây, đừng có dùng hết đó nha. Cảm ơn thưa ngài. Wow, bao nhiêu? Đó là ngân sách hàng tháng của cả vương quốc. Em yêu à, mua sắm xong chưa? Đợi đã, còn ngài Lancelot thì sao? Rồi, thẻ đây ngài Lancelot. Chỉ là đừng dùng hết nha. Bao nhiêu? Chú cuốn này sẽ làm ta phá sản mất. Ngài Lancelot, ta sẽ dạy ngài điệu nhảy hoàng gia. Xoay. Và 1, 2, 3. Đến lượt ngài đó. Ồ, như vậy là quá nhanh rồi. Đúng là điệu nhảy hơi quá. Archibald, nhảy đi. Ngoan quá. Đem ta chiếc nhẫn đi. Chạy đi. Lại đây nào. Của con đây. Cuốn ngoan. Làm lại nha. Em yêu à, em đang chơi với cuốn nè. Ta thử được chứ. Ngài Lancelot à, nhặt đi. À, nhóc không thích nữa rồi. Chuyện thường mà. Lần nữa. Ngài Lancelot, đem cho ta chiếc nhẫn. Không à, có chuyện gì vậy? Sao cũng được. Ta biết người luôn trung thành và không từ chối ta. Archibald. Giỏi lắm Archibald. Của cậu đây. Nhặt đi.